Sư Thích Ca Mâu Ni. Giảng tiếp về ngữ lục của Thiền Sư Thần Hội. Hôm nay tới câu hỏi thứ hai. Pháp Sư Chơn hỏi, thế nào là nghĩa thường? Ngài đáp, vô thường là nghĩa thường. Lại hỏi, nay hỏi nghĩa thường, vì sao lại đáp vô thường là nghĩa thường? Ngài đáp, nhân có vô thường nên mới nói thường, nếu không có vô thường cũng không có nghĩa thường. Do nghĩa đó nên được gọi là thường. Vì cớ sao? Thí như dài nhân ngắn có, ngắn nhân dài lập. Nếu không có dài thì ngắn cũng không lập. Vì mọi việc làm nhân với nhau nên nghĩa cũng đâu thể khác. Lại thể của Phật tánh không thể được, đó là nghĩa thường. Đây là một câu hỏi rất là giản dị mà Ngài đáp nghe nó lạ lùng. Hỏi thế nào là cái nghĩa thường? Thì Ngài đáp, vô thường là nghĩa thường. Rồi hỏi, đã hỏi nghĩa thường, tại sao lại lấy vô thường mà đáp là nghĩa thường? Thì Ngài mới giải thích rõ rằng, nhân có vô thường nên mới nói cái nghĩa thường. Nếu không có vô thường thì không có nghĩa thường. Do đó chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần của Ngài Thần Hội là đi đúng với cái nhìn, cái thấy của Lục Tổ Huệ Năng. Bởi vì Tổ Huệ Năng trong cái phẩm cuối là phẩm Di Chúc, Ngài có dặn người sau, nếu có ai hỏi thì phải đối đáp, mà đối đáp lấy 36 pháp đối để mà đáp, phải không? Nếu hỏi thế nào là sáng thì đáp làm sao? Nhân tối mà có sáng. Rồi hỏi thế nào là dài, đáp nhân ngắn mà có dài. Thì những lời đáp mới nghe nó không có ý vị gì hết, nhưng mà càng đi sâu, càng thấm, chúng ta thấy nó hay đáo để. Bởi vì thói thường của con người thì hỏi cái gì phải giải thích rõ cái ấy. Nhưng mà sự vật ở trên thế gian nó không có một cái gì riêng lẻ, mà luôn luôn ở trong đối đãi. Nhân cái này mà có cái kia, hỏi tại sao? Hỏi tối mà lấy sáng đáp. Bởi vì nếu không có sáng thì có tối không? Mà nếu có tối thì mới có sáng. Như vậy thì sáng tối nó không có cái nghĩa riêng. Nhân cái này lập cái kia. Rồi hỏi dài, ngắn thì mình phải lấy cái gì đáp? Hỏi dài thì lấy ngắn đáp. Tại sao nhân ngắn mà nó có dài? Cho nên chỗ này chúng ta luận ra một cách rõ ràng rằng, thí dụ một cái cây một thước chúng ta để ở trên mặt đất, nếu có cây một thước không thì có nói ngắn nó dài không? Có nói được không? Thì cây đó là cây đó thôi. Nhưng bây giờ cây một thước đó bên cạnh để một cây hai thước, thì hỏi cây nào dài cây nào ngắn thì chỉ cây nào dài. Cây hai thước là dài, cây một thước là ngắn. Như vậy có dài có ngắn là do đối đãi nhau, chứ dài ngắn nó không có thiệt, nó không có cái gì là chuẩn đích của dài ngắn hết.
mà chẳng qua là đối cái ngắn thì thấy nó dài. Thì như vậy, rồi cây hai thước đó mình mới nói là dài so với cây một thước. Nhưng bây giờ đem cây ba thước lại để bên cạnh thì hỏi cây nào dài, cây nào ngắn thì nói sao? Cây ba thước dài mà cây hai thước ngắn. Như vậy thì cái tên dài của nó khi trước tới đây nó đổi thành ngắn mất rồi, phải không? Như vậy thì cái dài, cái ngắn vân vân, nó có một sự thật hay không? Chẳng qua là ngôn từ đối đãi mà lập. Chúng ta không biết rồi cứ trên cái đối đãi đó mà chấp cho là thiệt. Mà cho là thiệt thì có tranh luận với nhau. Mà tranh luận với nhau thì có hơn có thua. Rồi từ đó bao nhiêu cái tranh đấu để giành phần hơn, giành phần phải về mình mà gây ra đau khổ chồng chập. Ở đây với chư tổ thấy các pháp thế gian chỉ là cái tướng đối đãi không thật. Đã là đối đãi là không thật. Như vậy thì tất cả cái gì đối đãi đều không thật. Như vậy thì hỏi tại sao là thường, hay là thế nào là thường? Thì đáp vô thường nên gọi là thường. Đó. Thì như vậy, bởi cái này là vô thường, cái kia nó không có giống cái này nên gọi nó là thường, phải không? Còn nếu không có cái vô thường thì có cái thường không? Thì các pháp như vậy thôi, không nói thường, vô thường gì hết. Nhưng bởi có cái vô thường cho nên mới lập cái kia là thường. Đó. Như vậy cái thường là một cái mình mới lập đối với cái vô thường. Đó. Vì vậy mà ở đây tất cả những cái sự vật trên thế gian nhìn với con mắt đạo thì không có cái gì đối đãi mà là thật hết, là chân thật hết. Còn đối đãi là không có chân thật. Bây giờ quý vị thử nghiệm có cái gì nằm trong đối đãi mà chân thật không? Không chân thật mà chúng ta cãi lộn nhau trên cái đối đãi hay là cái không đối đãi? Trên cái nào? Tôi nói thế này là phải, cái người khác nói tôi nói thế kia phải. Hai cái phải nó khác nhau cái trong, phải không? Nhưng mà cái phải của mình có cố định không? Có chân lý chưa? Khi cái phải của mình nhìn với một cái tư tưởng, một cái quan niệm riêng biệt của mình, mình tưởng nó là phải, thì người khác họ cũng nhìn với cái tư tưởng, với cái quan niệm của họ, họ cho cái nhìn của họ là phải. Mà hai cái phải nó không giống nhau thì tự nhiên có đấu tranh. Tôi nói dễ nhất là đó, nhìn trên cái trên bàn, cái dĩa hoa đó, tất cả quý vị đều khen hết rồi, có người khen người chê. Đó, tôi hỏi nhiều đó thôi. Thì giờ nhìn dĩa hoa đó, tất cả đồng ý nó khen, đều khen nó là số 1, hay là có người chê, cái này không khéo. Người khen mỹ thuật, người chê không khéo. Thì như vậy, thì nó chân lý ở chỗ nào? Quý vị tìm chân lý thử coi. Như vậy mà chúng ta bị khổ về cái khen cái chê. Nếu chúng ta tưởng tượng như vậy là đẹp mà ai chê xấu cái sao, thì họ tự nhiên phải làm cho mình phiền não, phải không? Còn người nhìn họ thấy nó xấu mà mình khen đẹp, họ sao, họ cũng không ưa mình. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả lẽ thật ở trên thế gian này nó chưa có thật. Nó chỉ một góc, một cạnh nào mà chúng ta nhìn thôi. Còn trên đối đãi thì không có thật, không phải là chân lý. Như vậy thì hiện giờ ai cũng nói rằng sống phải tìm cho ra chân lý. Nhưng mà rồi mình có tìm ra chưa? Chân lý ở đâu?
Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ rằng cái gì mà nhiều người nói là đúng thì chúng ta cho đó là chân lý. Nhưng mà nhiều người để ở nơi này, còn nhiều người ở nơi khác chưa chắc họ chấp nhận, phải không? Đó. Thì như vậy cái đúng cũng đúng trong một chỗ, một nhóm thôi, chứ không phải là chân lý. Vì vậy mà trên thế gian hiểu cho tường tận, thấy cho thấu đáo, thì tất cả ngôn ngữ đều lập trên đối đãi. Mà đã là trên đối đãi thì nếu mình muốn nói cái nghĩa thật thì không bao giờ có, chỉ là cái nghĩa đối đãi thôi. Vì vậy mà lấy có đáp không, lấy vô thường đáp thường, vân vân. Đó là cái ý nghĩa mà Lục Tổ muốn chỉ cho chúng ta biết rằng cái lẽ thực không phải có ở trên đối đãi, không có ở trên đối đãi. Mà muốn tìm cái thật ấy, thì phải buông, phải xả hết cái đối đãi mới hiện được cái chân thật. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Cho nên ở đây mới lấy cái ví dụ vô thường để đáp thường. Nè. Rồi bây giờ ở đây Ngài nói thêm một câu: lại thể của Phật tánh không thể được, đó là nghĩa thường. Như vậy thì Ngài đáp lấy cái vô thường để đáp thường. Nói thế nào là thường? Thì nói nhân vô thường cho nên gọi nó là thường. Thì đáp đó là đáp trên đối đãi. Nhưng mà đến chỗ cứu kính, chỗ chân thật, thì Phật tánh là cái không thể thấy, không thể diễn tả được, không có hình tướng. Cái đó mới thật là thường. Cái đó mới là thường. Như vậy không thể nói, không thể diễn tả, không có hình tướng thì còn đối đãi không? Không đối đãi, cho nên cái đó mới thật.